khoảng mười mấy lần mà ngủ chung nhưng mà không làm gì được. Ôm không à? Thì bữa đấy thì em đánh liều luôn. Lần đầu tiên thì em cũng không có cảm xúc gì mấy anh, tại vì em cũng lần đầu tiên mà cũng chưa làm ăn được gì nhiều. Sau đêm đó là em nghĩ em cảm nghĩ như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lấy vợ em. Dạ. Sẽ cưới vợ em, luôn. Mình. Dạ vâng. Trời ơi nhìn trẻ quá. Rất là tin nha. Rồi chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Thái Minh Tân. Dạ, em sinh năm 1992. Trời đất ơi, ông 27 tuổi, tôi tưởng ông con nít ông đi lấy vợ ông ơi. Tuổi 19 tuổi không á? Dạ. Rồi. Thì em hiện đang làm chuyên viên bất động sản ở Sài Gòn. Dạ em quê gốc thì ở Bình Định nhưng mà nhà thì chuyển lên Gia Lai sống khoảng 10 năm. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Huyền, năm nay em 26 tuổi và em hiện tại em là nhân viên kế toán ạ. Ủa được, em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình với Bình Định không có liên quan á nha. Quảng Bình với Bình Định nó giống cái chỉ Bình. Cái miền Trung, cái túc miền Bắc đúng không? Dạ. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ tụi em gặp nhau là do nhà chồng em là sát nhà cô em ấy. Rồi em vào nhà cô em chơi, chị Hồ em ấy mới dẫn em qua nhà anh giới thiệu. Đây là em Hồ ở quê mới vào. Ở nghĩa là ở Sài Gòn hay là ở đâu? Dạ ở Gia Lai. Gia Lai dạ, đúng không? Ở nhà đó. Chồng là hai đứa bây giờ ở Gia Lai hay là ở ở đây? Dạ hai em thì hằng hiện đang làm ở Sài Gòn đây. Gặp nhau thì ở Gia Lai, lúc đó thì em còn đi học trung học phổ thông. Vậy là biết nhau cũng lâu hả? Dạ hè 11 của anh, còn em lúc đấy thì em nghỉ học rồi. Lần đầu tiên em nhìn thấy cô gái này chắc chắn là dạ là chắc thích cổ đúng không? Lúc đấy em ấn tượng vợ em thì vừa đen mà vừa xấu anh. Người ta nói là vậy thì thành công anh. Còn em thì sao? Ổng có vừa đen thì sao không? Dạ không, anh thì cũng dễ thương nhưng mà lần đầu tiên em gặp thì cũng không có ấn tượng gì hết. Tại vì anh cũng nhỏ nhỏ con, với lại lúc đấy anh đang phù hộ tại vì là nhà đang xây nhà bếp. Nên là anh mặc áo sơ mi nhưng mà cái cúc ở đấy anh không có gài. Nhưng mà em thì em thấy đàn ông mà không gài cúc ở đấy là em ghét lắm nên em không có ấn tượng gì hết. Hai gia đình qua lại một thời gian em qua sang chơi vậy thôi. Cái cách ứng xử của anh em không mến, chỉ đơn phương thôi, em thích vậy thôi. Ủa rồi anh có biết là em mến anh không? Dạ không, lúc đấy em không. Dạ tức là hai bạn biết nhau thời điểm đó rồi sau đó có yêu nhau không? Hay là tách xa nhau không. Một thời gian rồi mới yêu trở lại? Dạ không, lúc đấy là em về quê luôn. Em về Quảng Bình rồi á, cắt đứt luôn. Một năm sau anh học xong lớp 12, anh thi đỗ đại học. Thì ba mẹ anh ấy mới mua điện thoại cho anh. Khi mà vợ em đi về ngồi đấy thì có để lại số điện thoại. Có điện thoại thì lúc đấy em chưa có số điện thoại của ai hết. Thì mình lấy số ở đây là... Có điện thoại mừng quá, phải dạ. kiếm người nói chuyện. Dạ, chỉ là kiếm người nói chuyện mà thôi chứ em cũng không có ý định gì hết. Dạ. Là lúc đó là cô này đã có di động rồi. Dạ, do hồi đấy em nghỉ học sớm nên em đi làm nên em có di động sớm. Còn anh... Mà chị hỏi lúc đó là em nói tiếng Quảng Bình đúng không? Dạ, em nói tiếng rồi Quảng Bình. Rồi em nghe em có hiểu không? Dạ không, thực tế thì lúc đấy vợ em mà nói thì em chỉ ngồi em cười thôi. Với hai đứa ngồi bên nhau thì sẽ nhắn tin điện thoại qua lại. Hai nhắn tin là còn hiểu nhanh đúng không? Dạ vâng. Chứ nói chuyện qua điện thoại là coi như là mạnh ai mới nói. Lần đầu tiên em gặp chồng em cũng không hiểu tại vì chồng em nói tiếng Bình Định mà. Ổi thì nói là ẩu là nội mà cái tiền mà để hiểu để cái thời gian mà hiểu nhau chắc cũng tốn lắm mà đúng không? Nói chuyện với nhau qua điện thoại là mấy năm thì mới gặp lại nhau? Lúc đấy em về Quảng Bình xong rồi em vào Đồng Nai em làm công nhân. Em lúc đấy thì em học đại học. Ngoài Bình Định luôn. Bình Định. Tối nào tụi em cũng nhắn tin trò chuyện trao đổi với nhau. Thì em thấy vợ em thì đi làm rồi thì em cũng đồng cảm với vợ em. Thì bắt đầu em cảm thấy là em thương vợ em. Thì sau đấy thì em tỏ tình qua điện thoại. Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Dạ. Nhưng mà lúc đầu thì vợ em thì cũng không đồng ý. Vợ em nói là thôi làm anh em bình thường đi như trước giờ đi. Bao lâu thì mới đồng ý? Chắc hơn tháng thôi anh. Làm giả thôi mà, trước đấy mình thích rồi mà. Tụi em là yêu xa. Yêu xa bao nhiêu năm? Yêu xa gần 8 năm anh nhỉ. Lần đầu tiên mà hai đứa gặp mặt sau khi mà em về Quảng Bình á thì là mấy năm? Thì gần 1 năm sau. Gặp nhau ở đâu? Ở Bình Định ha chị, ở Quy Nhơn. Thân gái dậm trường. Về Quy Nhơn thăm ảnh. Rồi có ở lại không em?
Dạ có. Ở lại một đêm. Ở lại một đêm, rồi đêm đó em ngủ ở đâu? Em ngủ ở nhà nghỉ. Anh thuê nhà nghỉ cho em ngủ. Rồi ảnh có vô ảnh coi chừng cho em ngủ không? Dạ có. Vô nhà nghỉ thì em cũng sợ vợ em một mình gái đơn thân á anh. Gái đơn thân. Ma nó nhét đúng không? Dạ, nên là em ngủ ở lại, em trông chừng vợ em. Thì là tối hôm đó thì hai đứa chỉ nằm... Đêm đấy thì hai đứa chỉ nằm ôm nhau ngủ thôi. Em vào thăm anh Tân thì cứ một năm là em vào ba lần. Em quen anh thì anh đang học đại học thì em thấy mình làm công nhân mình cũng không xứng. Nên là em quyết định em về Huế em học lại cấp phổ thông 3 năm. Sợ còn mười mấy lần mà ngủ chung nhưng mà không làm gì được. Không, không à. Thì bữa đấy thì em đánh liều luôn. Lần đầu tiên thì em cũng không có cảm xúc gì mấy anh. Tại vì... em cũng lần đầu tiên mà cũng chưa làm ăn được gì nhiều. Sau đêm đó là em nghĩ em cảm nghĩ như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lấy vợ em. Dạ. Sẽ cưới vợ em luôn. Mình. Dạ vâng. Hai đứa yêu nhau tới 8 năm. Dạ. Dạ vâng. Có biến cố gì trong lúc mà yêu nhau không? Lúc đấy là em sinh viên năm cuối năm 2 thì anh nói chia tay. Lúc đấy anh đang làm ở Sài Gòn. Thì em không đồng ý, tại vì em nghĩ nếu mà anh đã suy nghĩ anh đã ngủ với em rồi thì anh phải lấy em thôi. Nên là lúc đấy anh vào Sài Gòn, anh chia tay em thì anh khóa Facebook, Zalo, anh chặn em hết, chặn số điện thoại, chặn hết. Lúc đấy em chỉ điều tra qua anh em họ của anh á, là anh ở quận 8, ở đường Phạm Thế Hiển. Thì ngày đấy em mới nhận tiền lương, tiền làm thêm thì em không biết anh ở đâu hết, nhưng mà em nghỉ em vô em lục tung cái Sài Gòn luôn, em tìm ra cho bằng được anh. Cuối cùng có kiếm được không? Dạ có. Tối mà em lên xe thì em vẫn chưa biết anh ở đâu, em cũng không quen ai hết. Thì em lập cái Facebook mới thì em vào tường của em thì em thấy anh thay đổi hình đại diện ấy. Thì có một cái anh kia, anh vào anh bình luận thì em nói về công việc thì em nghĩ đây là làm cùng công ty. Thì em thay cái hình đại diện thật đẹp, em kết bạn với anh đấy. Xong rồi em nhắn tin qua lại với anh đấy. Xong rồi em mới kể vậy á. Em kể là em đang vào tìm anh này, em nhờ anh ấy giúp. Lúc đầu anh ấy cũng không giúp. Xong rồi em khóc lóc, em kể là em bắt anh ấy phải chờ để em đi tìm anh Tân. Chờ qua bên công ty em luôn thì em đang làm. Thì em nhìn ra, em nhìn thấy cái dáng ai cũng quen đi ngang qua lưng em. Em nhìn thấy dáng, em sao cảm cái dáng hơi rùng rợn. Hơi rùng rợn. Sao thấy cái dáng ai cũng quen, em quay lại thì em thấy. Dạ. Lướt qua như một bóng ma vậy đó, phải không? Hơi nhụt nhạt vậy đó. Nhưng mà chị hỏi là lý do gì mà lại chia tay? Em quen vợ em á thì ba mẹ em biết. Thì mẹ em thì cực kỳ phản đối. Lý do vì, là? Vì vợ em ở xa quá. À, sau khi mà em phải buộc lòng phải nghe lời mẹ thì lúc đó có thêm một lý do nào khác nữa không? Ví dụ như là em có người khác? Thì là có một cái cô bạn và học chung. Thì là cô em thì mới chia tay người yêu. Thì là em nhắn tin em hỏi thăm này nọ thì là cô lại mến em. Vợ em thì cũng biết được cái chuyện đấy, biết luôn. Dạ đúng, đó cũng là một lý do luôn. Rồi thì tại sao tụi em có thể lấy nhau được? Em có bầu. Em cứ vào, em vào em thăm anh thì em làm lành lại thì anh lại tình cảm lại, xong em về anh lại chia tay tiếp, xong em lại vào, xong này em vào xong anh tình cảm lại với em thì em lại về, xong cứ một năm vậy á. Sau một thời gian dài mẹ em ngăn cản á thì cũng không làm thay đổi được em. Thì mẹ em cũng buông xuôi rồi, mẹ em không phản đối nữa. Thì mẹ em nói là thôi chờ khi nào Huyền học xong thì mới tiến tới là hai đứa lấy nhau. Nhưng mà trong quá trình đấy thì vợ em thì học chưa xong, nhưng mà lúc đấy em về thăm vợ em thì vợ em có bầu. Cái như cái bầu mấy tháng rồi tụi em đám cưới? 6 tháng. Nếu mà có bầu vậy sao không cưới liền mà để 6 tháng mới cưới? Vợ em có bầu thì lúc đấy em đang công tác ở Nha Trang. Thì sau 2 tháng thì em về nhà thì chọn ngày rồi, nhưng mà phải qua thêm 2 tháng nữa mới cưới được. Là lúc đấy thì vợ em có bầu lên 6 tháng rồi. Rồi, như vậy tất cả mọi thứ đều tốt đẹp suôn sẻ rồi. Sao coi như là bao nhiêu là những cái gian truân ha. Yêu xa rồi đi tàu xe rồi thăm nhau. Thăm nhau mà thăm đến lần thứ mấy rồi bắt đầu mới thành công đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tụi em là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cưới nhau là tụi em vừa kỷ niệm ngày cưới 2 năm. Em bé thì ở nhà với ông bà nội. Dạ. Tức là ở Gia Lai hả? Dạ. Ồ vậy hả? Dạ, hai vợ chồng em vô đây đi làm. Bao lâu mới thăm bé? Một tháng, có khi thì 1 tháng, có khi 2 tháng em về.
Do em làm kế toán nên cũng khó nghỉ. Vậy thì giờ 2 năm ở chung với nhau, tật xấu của anh ấy có lòi ra không? Ý tật xấu nhưng mà em chỉ ghét nhất cái tật là cứ máy mùi xong bôi lên người em gớm. Lại nữa hả? Đó. Sao nhiều người đàn ông có cái bệnh này ghê ha? Gớm cái khủng luôn. Nhiều lúc em đang ăn xong rồi nằm vòng ấy, anh bôi em mắc ói luôn á. Ối luôn hả? Em mà ghét cái gì là cứ càng làm ấy. Em đi làm về nấu ăn mệt ơi mệt, thì thay đồ rồi tắm rửa rồi em nấu ăn xong ăn đi, cứ đi theo ôm này, ba thương mày lắm nha này, ôm rồi đi qua đi lại chọc cá như không. Nên em cũng nhiều lúc cũng bực mình. Giỡn nhây nữa đúng không? Giỡn nhây mà lầy nữa đúng không? Vậy thôi đó hả? Có giúp vợ trong công việc nhà không? Dạ có, chồng em giúp hết. Giặt đồ rồi, quét nhà, lau nhà, rửa chén rồi, chồng em nấu ăn rồi. Vậy hả? Rồi bây giờ hỏi lại nè. Bên ấy tật xấu gì? Vợ em thì nấu ăn không ăn được ngon. Em thấy em nấu ăn cũng ngon á. Thì em bày vợ em thì vợ em không có làm theo em. Mà cứ đi lên trên mạng coi mấy cái bài trên mạng xong rồi về làm theo, rồi bác em ăn. Cái đấy là bạch giờ đúng không? Cái đấy là một cái cực hình. Dạ bây giờ em cực hình đó, cực hình đúng không? Rồi gì nữa cực? Nấu ăn thì hậu đậu lắm, vỡ cái này vỡ cái kia đổ cái nọ thì thường xuyên xảy ra. Ví dụ đang chiên đồ thì cái chảo dầu đang nóng thì em bảo là đổ dầu ra ngoài để lấy cái chảo để chiên cái khác, thì là lấy cái chén nhựa mỏng rồi đổ dầu vô sao nó quéo cái chén lại. Em nhìn em chỉ biết em đứng em nhìn luôn, em không đứng hình luôn. Đứng cái không có hậu đậu. Rồi có ghen không? Ghen cực kỳ ghen luôn. Thì em đi làm thì hay tiếp xúc với đồng nghiệp, nhiều đồng nghiệp nam có nữ có thì hỏi thăm nhau vậy. Thì vợ em về là ngày nào cũng kiểm tra điện thoại hết, thấy mà cô nào mà nhắn tin làm gì đây để vô coi cái đã. Vợ em thì thích coi phim Việt Nam cũng coi, phim Thái Lan cũng coi ngồi khóc. Những cái bộ phim mà chồng mà đi ngoại tình này kia nọ khác thì lúc đấy thì lại thấy em thì nghe em rồi. Gọi là cái gì đó? Liên tưởng. Dạ, liên tưởng theo đó, cái bệnh liên tưởng, cứ mơ toàn thấy mơ em đi ngoại tình. Sáng sáng dậy chửi em. Thôi nó cũng lầy lắm á. Anh đen ngay từ đầu, em chặn ngay từ đầu chứ không để lỡ có chuyện gì mình khổ nhất mà. Nhân đây thì Tân muốn vợ mình thay đổi điều gì? Mong muốn thì là những cái tật của vợ em như là hay ghen hoặc là hậu đậu thì bớt hậu đậu lại chút đi. Hay ghen với càng làm bớt giận đậu lại chút. Sao bớt được? Con chồng chu đáo quá mà. Rồi giờ tới em đó, em mong muốn Tân thay đổi điều gì? Rồi em cảm thấy là chồng mình hiện tại rất là thương vợ thương con, nhưng mà em muốn hơn nữa. Với lại là bỏ cái tật máy mũi đi, gớm quá. Được không em? Em thấy cái mong muốn của vợ em có đáp ứng nổi không? Nó quen rồi chị, với lại cái đấy cái sở thích của em nữa. Dạ. Cái vụ mà tiếc mũi là sở thích đúng không? Dạ. Chú vui sở thích đó. Rồi. Hai bạn bây giờ đã là quá hạnh phúc với nhau như vậy rồi thì chỉ mong rằng là có một cái nhà ha, để hai vợ chồng sống yên vui trong ngôi nhà hạnh phúc. Dạ, nha. Em cảm ơn. Xin cảm ơn em.